Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Hot. Nội dung hôm nay, ba bí ẩn khiến nhân loại đau đầu giải mã kho báu cực giá trị bị thất lạc của Đức Quốc xã, địa phai to. Là những bí ẩn khó giải thách thức con người đi tìm lời giải. Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia cố gắng giải mã những bí ẩn này nhưng chưa có kết quả. 1. Kho báu của chủng phát xít Hitler. Một trong những bí ẩn khó giải thách thức nhân loại là kho báu cực giá trị bị thất lạc của Đức Quốc. Xã, kho báu mất tích của chủng phát xít Hitler được cho là được chôn giấu dưới hồ Tosi, phía bắc thủ đô Berlin, Đức. Theo một số tài liệu, trước khi quân đồng minh tiến vào thủ đô Berlin năm 1945, tư lệnh không quân Đức Hermann Göring ra lệnh cho tù nhân, binh sĩ chôn kho báu gồm 18 thùng vàng và bạch kim. Những tù nhân này đã chôn giấu số của cải trên bên dưới hồ Tosi. Sau khi hoàn thành công việc, tất cả tù nhân và nhân viên phát xít Đức tham gia quá trình trên đều bị giết chết. Trước những thông tin này, không ít chuyên gia, thợ săn kho báu đến hồ Tosi với mong muốn tìm được kho báu giá trị của Hitler. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều không có kết quả. 2. Chiến hạm USS Shiloh. Chiến hạm USS Shiloh nổi tiếng của Mỹ được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 4 tháng 3 năm 1918. Về sau, con tàu này mất tích bí ẩn cùng với hơn 300 thành viên thủy thủ đoàn khi đi qua vùng biển Bermuda. Do USS Shiloh không đến nơi như dự kiến nên giới chức trách Mỹ đã triển khai chiến dịch tìm kiếm. Tuy nhiên, họ không phát hiện bất cứ manh mối nào của con tàu cũng như những người trên tàu. Một số giả thuyết được đưa ra để lý giải vụ mất tích của chiến hạm USS Shiloh như thời tiết xấu, bị tàu ngầm Đức tấn công. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết. Nguyên nhân khiến con tàu này mất tích vẫn là bí ẩn lớn. Hơn 300 thành viên thủy thủ đoàn được cho là thiệt mạng cùng con tàu xấu số. 3. Địa phai to. Địa phai to là một trong những cổ vật bí ẩn nhất thế giới. Nó được phát hiện vào năm 1908 ở cung điện Phai To, thuộc nền văn minh Minoan. Được làm từ đất nung, địa Phai To có nhiều biểu tượng được cho là khá giống chữ tượng hình. Theo các chuyên gia, địa Phai To có niên đại vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã được những ký tự trên địa Phai To có ý nghĩa gì. Cảm nghĩ của quý vị như thế nào? Hãy comment bên dưới movie. Đừng quên like và search để theo dõi video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong movie kế tiếp.